À, em tụ tóc nhiều và dùng nhiều dầu ngăn rụng mà không hiệu quả lắm, có phải do nội tiết không chị? À, chị đang không biết là em có sau sinh gì không? Tức là cần phải những cái mốc gì đấy để mình biết là có phải do nội tiết hay không ấy. Tụ tóc nhiều, dùng nhiều dầu ngăn rụng. Em có bị thiếu máu không? Sẽ nghĩ đến hai vấn đề, một là nội tiết và thứ hai nữa là dinh dưỡng của mình nhá. Thì mẹ sẽ cho chị những cái thông tin cụ thể hơn, ví dụ như là em dùng tóc nhiều từ trước đến nay, từ thời con gái hay là sau sinh em mới bị, hay là cho chị thêm cả thông tin về kinh nguyệt của em, chu kỳ của em có đều không, đấy tất cả những cái vấn đề đấy. Nhiều dầu ngăn rụng thì chị đang không biết nhiều dầu ngăn rụng ở đây của em là gì. Nếu mà ý em là dầu gội ấy, thì thực ra là dầu gội mà vai trò ngăn rụng tóc ấy, thì chị thấy là không tin tưởng nhiều, chỉ có là ví dụ như nhá, nó sẽ có vai trò hỗ trợ trong ngăn rụng nếu mà những cái dầu gội cũ của mình thì nó là những cái loại hóa chất mà nó ảnh hưởng đến chân tóc nhiều ấy, thì khi mình đổi sang một loại dầu mà nó kiểu là an toàn với da đầu hơn ấy, thì nó sẽ ít gây cái rụng hơn. Còn dầu ngăn rụng thì thực ra chị thấy không đúng lắm, có hai vấn đề em phải để ý lại, đó là nội tiết của mình, cho chị thông tin về chu kỳ kinh nguyệt của em, và thứ hai nữa là cái có thể cho chị thêm cả cân nặng, cái chiều cao của mình ấy, rồi xem cả cái việc là mình có cái nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt không. Những cái lần nó khám sức khỏe tổng quát gần đây của em thì có kết quả xét nghiệm máu thì có thể